vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin phép liền lại một con âm ly đa kênh dòng đình đám của Pioneer. Con này có tên mã là VSA-D8EX. Trước đây em đã từng làm một cái video dài hơn 40 phút nói về cái model này rồi. Ngày hôm nay, vì nó vẫn tồn ở đây, em quyết định lôi nó ra, test lại và sẽ có cái động thái giảm giá. Thực ra đây là một cái con nó hết sức là đáng chơi, phải nói thẳng như vậy, với một cái hình thức khá là đẹp, mặt phay nhôm sơn màu vàng chanh, hàng nó về, thậm chí là có cả remote zin đi theo máy. Không những có remote zin mà em còn cẩn thận đến cái mức độ là cho phép người mua con âm ly này cất cái remote zin đi nhé, để xài một cái remote học, và nó được học từ chính cái remote zin ra đó, và đồng thời là có dây nguồn hàng bãi xịn kèm theo và tặng cả một cái quạt tản nhiệt. Trước đây em để giá là 4 triệu rưỡi, không có dài nào buồn chốt. Thực sự lắm lúc nghĩ nó cũng buồn tủi cho cái thân phận của mấy cái thằng bán hàng. Cơ bản là chưa gặp được cái người có cái ý định tri kỷ với cái con âm ly này. Em nghĩ là rồi sẽ nó sẽ gặp được một tri kỷ thôi. Sớm hay muộn thì nó cũng theo dai, chắc chắn rồi. Ngày hôm nay thì chắc chắn là em sẽ giảm giá. Nhưng mà trước khi nói về cái khoản giá mới thì chúng ta hãy nhìn lại một chút về cái con này. Trước đây em tặng một cái quạt tản nhiệt với cái hệ thống đèn đóm xanh đỏ tím vàng. Và em có khuyên khách hàng yêu quý của em là nên để cái quạt ở trên nóc của âm ly để giúp cho cái âm ly nó tản nhiệt được tốt hơn. Cho đến ngày hôm nay khi em lôi con này ra test lại, và em nghĩ rằng là mình cần phải có trách nhiệm để làm sao mà độ cái quạt nó nằm ở trong cái con âm ly cho nó gọn gàng he. Nghĩ trong đầu thế nào thì sẽ thực hiện như vậy thôi. Em đã độ thành công cái quạt nằm ở trong cái âm ly luôn. Và em đang sử dụng hai cặp loa để chuẩn bị test. Một cặp đấu vào đường loa phông và một cặp đấu vào đường loa surround. Đang sử dụng kết nối bông sen và kết nối quang. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với một cái bản test hết sức là bạo lực. Trong cái khoảng thời gian này khi em bán âm ly đa kênh là em sẽ cho nó giật ở cái mức độ đinh tai nhức óc, căng nghe. Còn các bác muốn biết nó căng thế nào ấy thì bắt buộc phải đeo tai phone vào thì mới cảm nhận được. Em đang kết nối đường bông sen và chúng ta sẽ đi đến một cái đoạn nhạc disco mang hơi thở của thập niên 90, một cái bản disco cực kỳ quen thuộc. Và chúng ta sẽ test lại con VSA D8EX này. Em sử dụng cặp Panasonic MX30 bát 18 check dome công suất max 160W một thùng, trở kháng 6 ohm, đấu vào đường loa chính phông. Cặp loa nhỏ hơn là cặp Panasonic bát 10 của dàn mini em đang đấu vào đường loa surround. Âm ly em có sử dụng bật low noise và có điều chỉnh một chút về phần mạch âm sắc, đó là giảm bớt bass đi một chút này và giảm bớt check đi. Bây giờ anh em chúng ta sẽ bước vào bản test. Các bác nên đeo tai phone vào để có cái cảm nhận chính xác hơn. Xin lưu ý đây là một cái bản test hết sức là bạo lực.
chơi bời hoa lá các bác ạ. Nếu như bác nào mà chịu khó đeo tai phone sẽ thấy ngay chất âm của con này không đùa được đâu. Nó là một trong những cái thiết bị vang bóng một thời của Pioneer. Chúng ta đã test xong cái khoản đường bông sen, đường AUX. Và bây giờ em sẽ chuyển sang đường thứ hai. Đó là đường quang. Cái giống nhạc disco này thì chúng nó phối theo cái kiểu tiếng nó hơi chát, nó hơi chói. Do vậy là khi mà mình test ấy, thì mình giảm bớt check nó đi. Bây giờ em sẽ test đến khoản thứ hai. Đó là đường quang. Đường quang thì không biết em cắm vào ngõ nào. Rồi, em cắm vào ngõ em đi. Và cũng có sử dụng mạch Midnight nghe đêm. Ở trên con âm ly này, ngoài low note thì chúng ta có thể áp đặt cái hiệu ứng gọi là Midnight, chế độ nghe đêm. Chúng ta sẽ test một đoạn. Đoạn này thì cũng thiên trống này. Các bác đừng bỏ tai phone. Chúng ta sẽ nghe thêm một đoạn nữa. Như vậy là anh em chúng ta đã trải qua hai phần đoạn test. Trước đây em cũng đã dành ra hơn 40 phút để mà nói về cái model này rồi. Ngày hôm nay thì em thực hiện hai bản test với cái mức volume căng tai, gọi là mô phỏng trong cái tình huống gọi là đánh tương đối là bạo lực nha. Nếu như bác nào mà chịu khó đeo tai phone sẽ thấy cái con âm ly này nó cho ra một cái thứ âm bass thực sự không đùa được, căng lực mạnh mẽ. Đơn giản thôi, đây là một trong những cái dòng âm ly đa kênh mà nó cho ra một cái chất âm nó giống với những con xì te cổ nhất, và nó sẽ rất phù hợp với những ông muốn chơi âm ly đa kênh nhưng lại muốn níu kéo cái thứ chất âm cổ của những con xì te, ví dụ như là những con xì te của Pioneer chẳng hạn, thì chắc chắn là nó đây rồi. Ở ngày hôm nay em sẽ không nói về chiều cao cân nặng cũng như những cái thông số kỹ thuật ngày tháng năm sinh ra đời nữa. Bác nào muốn mua ấy thì cứ liên hệ với em sẽ dẫn cho cái link mà trước đây em làm với cái con này hơn 40 phút, tha hồ nghiền ngẫm, tha hồ nghiên cứu. Chúng ta chỉ cần biết đây là một trong những cái dạng âm ly đa kênh, một cái thế hệ đa kênh của Pioneer. Nó không sử dụng những con transistor thông thường mà nó sử dụng thế hệ những con sò mốt phét. À, ưu điểm của sò mốt phét là nó có hiệu năng cao, độ méo cực kỳ thấp. Đó. Hiệu năng cao, độ méo thấp và cái độ trung thực của âm thanh nó cao hơn hẳn so với những cái thế hệ mạch chạy những con transistor thông thường. Đó là ưu điểm. Thế nhược điểm của nó là cái gì? Nhược điểm của nó ấy, thì nó sẽ khiến cho tất cả những cái ông mà có bản tính sợ hãi, nhát,
không dám chơi. Hơi đơn giản thôi, dòng này thì chạy nó sẽ nóng, nó nóng hơn so với những con âm ly thông thường nha. Những cái con sò mốt phát khi lắp ở trên con D8EX này, kể cả các bác không đấu loa vào âm ly, các bác bật âm ly lên 30 phút sau, sò vào cái khu vực mà gần cái hệ thống tản nhiệt của đám sò mốt phát, các bác đã thấy nó bốc hơi nóng lên rồi. Đã. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất, đó là do cái setup của nhà sản xuất. Hãng Pioneer đã muốn những cái con sò mốt phát này nó có cái độ mở tương đối ngay từ đầu để đảm bảo khi mà nghe ở cái mức âm lượng nhỏ thì tiếng loa nó vẫn căng. Đã. Do vậy như trong giới thợ thuyền người ta gọi là đôn định thiên lên cao để sò nó dẫn nhiều, và khi nó dẫn nhiều ấy, thì nó tiếng nó sẽ căng hơn. Đã. Nôm na như vậy. Cái thứ hai là cái đặc tính của cái dòng sò mốt phát thì với cái cơ chế đóng mở nó cũng khác biệt so với trang sitter ba chân thông thường. Cái điểm thứ ba đó là người ta nói là cái nhiệt độ tới hạn của mốt phát, dòng sò mốt phát này nó cho phép nóng nha, và khi nó nóng đến mức độ tới hạn của nó ấy, thì nghe sẽ hay hơn cái lúc mà nó đang nguội. Cái này thì nó hơi hơi giống với mấy cái con âm ly xì te đời tối cổ hồi xưa chạy class A. Đấy, các bác sờ vào mấy cái con class A để các bác thấy nó nóng khiếp, nhưng càng nóng thì nó lại càng hay. Và trên cái con này thì nó cũng tương tự như vậy. Đó. Chính vì là rất nhiều ông là thích cái dòng này, nhưng mà nghe thấy cái thằng chủ shop nó nói là con này nó nóng, thế là các ông ấy sợ sun hết cả xoăn vào, sợ quá không dám mua, thế nó mới ế nằm đây. Đó, cái nghiệp chướng nó nằm ở đúng cái lĩnh vực này. Thề có Chúa chứng giám, chưa có thằng nào bán âm ly đa kênh ở trên YouTube dám bộc bạch với khách hàng, dám nói với khách hàng ở trên video rằng con này nó nóng. Duy nhất có mỗi thằng Từ dám nói thôi nhé. Mà khi nó dám nói thì nó ế, còn những cái thằng không dám nói thì nó bán tới tới, đắt hàng lắm. Nhưng mà chẳng sao cả. Chúng ta cứ sống thẳng thật với lòng mình. Khi chúng ta sống thật với lòng mình thì chúng ta không có cái gì mà phải lấn cấn, phải băn khoăn, phải ân hận rằng thì mà là trong một phút giây nào đấy mình đã lừa dối khách hàng. Cứ thẳng băng với nhau, nó dễ các bác ạ. À. Các bác theo dõi kênh của em đã lâu và các bác cũng thấy thi thoảng em cũng dùng dăm ba cái ngôn ngữ nó cũng tương đối là cường điệu. Thi thoảng em cũng có nổ, cái này thì em phải công nhận. Nhưng mà tuyệt đại đa số thì là em khá là thẳng thật. Cái này là do bản tính con người thôi. Như vậy là anh em chúng ta cũng đã một phần phân tích sơ sơ về ưu nhược điểm của cái con này, và một lát nữa thì em sẽ lại banh nó ra để chúng ta soi xét về ruột gan và sẽ có phân tích thêm. Với em ấy thì cái vấn đề bán được hay không nó cũng không quan trọng lắm đâu. Không bán được thì em lại bọc ni lông vứt vào xó, 1-2 năm sau em lại lôi ra làm video bình thường như cân đường hộp sữa, chẳng có gì cả, vì vài triệu với em nó không thành vấn đề. Vâng, hẹn gặp lại các bác ở đoạn sau video. Vâng, bây giờ anh em chúng ta sẽ soi cái con âm ly này từ đít lên đến đầu. Có thể nói là về cái dung nhan mặt trước nó khá là ổn. Em nói khá là ổn. Đít đòi sáng ngời, bốn cái chân là bốn cái chân zin. Ở chỗ này chúng ta nhìn thấy thấp thoáng những con sò mút phét này. Đó. Về cái độ mới của thiết bị ấy, thì có một cái mẹo để các bác có thể tham khảo này. Nhất là những cái con của Pioneer, các bác chỉ cần để ý đến những cái con ốc này. Thấy chưa? Ốc bắt mặt từ cái mặt nhôm này.
ốc đồng nó vẫn sáng ngời như thế này thì chứng tỏ là đây là một cái con âm ly với cái tình trạng bảo quản là còn tốt. Đó, chúng ta sẽ xoay nhìn qua về phía sau. Đấy, nhiều ông đi mua âm ly quá để ý đến cái mặt, trong khi thì không biết nhận xét về cái ruột nó dở vậy á. À, nhìn vào cái hệ thống ốc nhái ở trên cái con âm ly này còn rất sáng màu. Từ cái ốc này chúng ta có thể đoán định được là cái ruột nó cũng tương tự như vậy. Còn thì mấy cái thứ đồ này nói với các bác là khi mà vận chuyển từ ở bên kia về nó không có thùng xốp, con nọ nó va quẹt vào với con kia thì nó sẽ phát sinh ra những cái vết chảy chớt nọ kia, thì ruột gan nó thì miễn bạn. Bây giờ các bác chờ em chút để em vật ngửa nó ra. Úi giời ơi, vất vả. Đấy, ai cũng bảo là mấy cái thằng buôn audio nó giàu lắm. Nói thật với các bác là em thì lúc nào cũng sẵn mồ hôi dầu, chứ từ lúc buôn đến giờ em chưa bao giờ có cái khái niệm là sẽ giàu vì mấy cái thứ này. Mồ hôi dầu thì em lúc nào cũng sẵn. Cái dòng này ấy, thì nó có hai cái hồi được làm bằng nhôm, và nó có cái màu tông xịt tông với cả phần mặt trước, nó tạo cho cái thiết bị của chúng ta nó có một cái độ chảnh chó nhất định. Ở dòng D này thì nó nhiều, D6, D7, D8, D9, D10. Nếu mà nói những cái con mà ở trong cái tầm tiền mà giá vừa phải, chất âm tốt, thì em nghĩ con D8 là EX là đầu bảng. Con D8 TX rẻ tiền hơn các bác nhá. Lưu ý này, VSA D8 TX sẽ rẻ tiền hơn con EX. Phía sau cái cốp này thì chúng ta thấy có một vài cái phím chức năng. Thôi khỏi nhá, em xin phép không nhắc đến mấy cái phím ấy nữa. Núm volume nó có hơi chảy nhẹ một chút, nhưng mà về tổng quan ấy, xét theo tiêu chuẩn hàng bãi là con này đẹp. Góc ngoài cùng bên trái gần cái chữ Pioneer có một vết chảy. Đó, chẳng giấu gì. Đây, đặc tả nhé, không lại bảo là thằng Tử nó giấu giếm. Âm ly chảy thế mà nó không nói gì. Đến hôm nay em nói thật với các bác một câu này, lý lịch nhà em 3 đời ăn củ chuối. Có nghĩa là gì? Nhà em 3 đời theo đảng. Chính xác, nhà em 3 đời theo đảng. Ông nội em là đảng viên, liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Gia đình nhà em là gia đình chính sách. Do vậy, cái vấn đề giữ gìn cái danh dự, cái truyền thống của gia đình là điều hết sức quan trọng đối với em. Buôn bán kiểu gì thì kiểu, em phải giữ được cái danh dự của gia đình mình, cái truyền thống, cái danh dự, cái đó là quan trọng. Nói như vậy để các bác hiểu, em không phải là cái loại người kiếm tiền bằng mọi giá. Bao giờ em cũng nhìn trước, nhìn sau. Cái gì em thấy nó hợp lý, cái gì em thấy nó phù hợp với chuẩn mực đạo đức thì em làm. Còn tất cả những cái thứ nó mang tính lừa dối khách hàng, nó vi phạm chuẩn mực đạo đức, em cương quyết không làm. Tất cả những bác mà đã từng theo dõi kênh YouTube của em lâu chắc chắn là hiểu em đang nói cái gì. Thường thì tất cả những cái thằng thật thà bao giờ cũng thua thiệt. Những cái thằng mà hay gian dối ấy, thì nó lại được hưởng lợi nhiều hơn. Nhưng mà xét về lâu về dài ấy, đời nó có cái sự quả báo các bác ạ. Mày cứ làm điều xấu rồi thì sau sẽ nhận quả báo thôi. Em luôn nghĩ như vậy. Về ruột gan con này ấy, thì là đẹp, zin tuyệt đối,
chưa sử dụng tại Việt Nam. Thôi em chẳng muốn phân tích thêm nhiều về thành phần linh kiện, vì trước đây em đã nói khá kỹ. Nó sở hữu một cái cặp tụ lọc nguồn rất to, 22.000 microfarad một quả, điện áp chịu đựng 56V. Thường thường thì các bác biết rồi, một cái con âm ly đa kênh ấy thì nó chỉ loại thông thường thì nó sẽ sở hữu một cái cặp tụ lọc nguồn vào tầm từ 10 đến 12.000 microfarad. Còn với những con thuộc phân khúc này thì nó lên đến 22.000, tức là nó gấp đôi so với một cái con âm ly đa kênh thông thường. Đây là cái cụm tản nhiệt, và trên cái cụm này lắp 10 con sò mốt phét. Và khi âm độ quạt thì cái quạt nó sẽ nằm ở quãng vị trí này. Nó sẽ hút không khí mới từ ở dưới đáy âm ly hút lên để làm mát cái dàn sò, và cái luồng không khí nóng sẽ được thổi lên phía trên nha. Còn về âm ly thì cái góc gần cái chỗ dây nguồn này nó có không biết là cái vật gì nó cứng, nó trọt vào, vậy là nó có hơi móp vào, em cũng làm biếng em không có nắn ra có móp vào ha, nhưng mà cái chỗ móp đó nó không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. Âm ly ấy thì đường quang em đã test rồi, các bác thấy rồi, còn đường bung sen thì thôi khỏi, đường bung sen mà nó không sống nữa thì thôi, không có ai dám đưa con âm ly lên bán ở cái trạng thái đường bông sen nó không thông cả. Và đây là đường xuất real này, chúng ta có thể sử dụng con âm ly của chúng ta thay một cái đầu giải mã. Khoản này em cũng đã nhắc đến khá nhiều lần rồi. Và đây là tên model AV Digital Supral Amplifier model VSA D8EX Made in Japan. Ở loa tương thích tốt từ 6 ohm đến 16 ohm, công suất tiêu thụ 320 W, điện áp sử dụng 100 V. Số series có đuôi 2248 GP. Trước đây em để giá là 4 triệu rưỡi. Ngày hôm nay em quyết định bán lỗ con này với giá là 4 triệu. 4 triệu đồng, và em từ chối trách nhiệm bảo hành. Đợt này từ bắt đầu tính từ cái con Hartmann Garden thì em bắt đầu thay đổi cái chính sách về âm ly đa kênh. Tất cả những con âm ly đa kênh mà em bán ra đều không có bảo hành. Bác nào gan thì chơi ha. Nói vậy cho nó dễ hiểu. 4 triệu kèm theo remote zin. Nói với các tình yêu là riêng cái remote này các tình yêu bây giờ đi lùng mua bỏ ra 500 ngàn cũng không mua nổi đâu nha. Đã vậy còn có cả remote học, riêng cái remote học này tỷ dụ như là có thằng nào đó nó có một cái remote zin, phải không ạ? Thì các bác muốn nó học ra một cái để bán cho các bác, nó sẽ học ra và nó bán giá rẻ giống nhất phải 200 ngàn nha. Cái dây nguồn xịn này mua thị trường rẻ nhất cũng là 100 ngàn. Đó. Đó các bác cứ lấy cái chỗ này mà trừ xong lấy 4 triệu trừ đi thì các bác biết ngay là âm ly còn bao nhiêu tiền. Còn đây là cái vị trí cái quạt mà em đã độ vào. Sau khi độ đúng ở vị trí thì em cũng có lấy dây rút em cố định vào đây, chắc chắn rồi. Cũng có đi dây đàng hoàng. Trông nó cũng nó không được mỹ thuật lắm. Em hồi xưa học môn mỹ thuật ngu lắm. Và đây là cái adapter để nuôi cái quạt. Sau khi lắp cái vỏ vào ấy thì cái adapter này nó sẽ ở bên ngoài và các bác cấp nguồn cho nó. Adapter điện từ 100 cho đến 240V cắm động được. Và đây là adapter 9V. Quạt 12V cho chạy nguồn 9V là các bác biết là nó chạy rất chỉ là êm. Trong quá trình cái quạt nó vận hành thì hầu như không gây ra tiếng động và nó sẽ không ảnh hưởng đến đến cái lúc chúng ta nghe nhạc. Và khi cái con âm ly này có được một cái quạt tản nhiệt, cái không khí mới thường xuyên và liên tục được hút vào, không khí nóng ở trong âm ly thường xuyên được đẩy ra
thì cái hệ thống tản nhiệt ở trên 10 con sò một phát này nó giữ được một cái nền nhiệt khá là ổn định, và như vậy là chúng ta chơi con này yên tâm nha. Đây là tất cả những gì mà em có thể làm được để giúp cho con âm ly của chúng ta trở nên tốt hơn. Còn thì các bác thừa biết rồi, ở trên cái nơi chốn YouTube này không có cái thằng nào nó rảnh háng đến cái mức độ mà nó ngồi mà nó độ cho các bác cái quạt như thế này đâu. Chỉ có em. Thì em xưa nay em bán hàng trên một cái quan điểm nó hơi khác. Tức là em lấy chính bản thân em ra. Rằng thì là nếu như mình là người đi mua cái thứ đồ đó thì mình cần cái gì? Và mình đòi hỏi cái gì ở người bán hàng? Từ cái suy nghĩ đó thì em tham chiếu vào và em cho rằng mình cần phải làm thêm những cái thao tác, những cái tác vụ như vậy để người mua người ta cảm thấy là đang đã và đang được cái thằng bán hàng nó chăm sóc về mặt kỹ thuật tương đối tốt. Đó, hôm nay em và các bác chúng ta lại một lần nữa được nghe cái chất âm thần thánh của một trong những cái con vang danh một thời, một con đa kênh vang danh một thời, và đây là con 5.1 nha. 5.1 chứ không phải là âm ly 7.1. Tuy là các bác nhìn thấy 7 cái cặp loa. Lưu ý này, chỉ được phép đấu một cặp loa phông, một loa center và một loa surround. Nếu muốn đấu cả hai cặp, à không phải, xin lỗi các bác, khoản này em nhầm nha. Con âm ly này khi mà đưa về đánh xì te ấy, thì ngay lập tức, bác nào mua lưu ý này, đưa âm ly về đánh xì te ấy, thì ngay lập tức nó sẽ lấy sò ở bên đường loa surround đưa sang đánh với vai trò của loa cầu B. Do vậy khi đưa về đánh xì te thì là chúng ta đánh được hai cặp A và B. Tất nhiên là lúc đó thì chúng ta phải hy sinh mất loa center và loa surround rồi. Đó. Cái gì cũng có giá của nó, chứ không phải là đưa về đánh xì te và tất cả các cặp này nó kêu hết. Đưa về xì te thì đánh được cầu A và cầu B, mất loa surround và loa center. Đưa về chế độ 7CH stereo thì là kêu 5 loa, bao gồm loa này, cặp này, cặp này và loa center. Đó. Thực ra đây là mấy cái kiến thức nó gọi là siêu phổ thông mà tất cả những ông chơi đa kênh đều nắm được hết. Nói thật với các bác, có đôi lúc khi buôn mấy cái dòng đa kênh này em cũng cảm thấy nản, thực sự nó nản. Nhưng mà bản thân thì cũng là một người rất đam mê với cái thứ chất âm thần thánh của những con đa kênh. Có những cái hiệu ứng âm thanh ấy thì chỉ có âm ly đa kênh nó mới thể hiện được thôi. Còn mấy cái con âm ly xì te cho dù đến cái giá đến cả 100 triệu nhưng mà không làm sao mà có thể tạo ra được hoặc là thể hiện được những cái thứ hiệu ứng âm thanh thần thánh ở trên những con đa kênh này đâu. Và là những người chơi đa kênh sâu, những người thích phim, thích những thể loại nhạc DTS chất lượng cao ấy, thì người ta mới thấy cái độ lợi hại những cái thứ âm thanh thần thánh mà những con đa kênh nó thể hiện ra. Còn mấy ông chơi xì te từ xưa đến nay ấy, thì không hiểu được. Ngày hôm nay em đã quyết định giảm giá và lỗ rồi, và em cũng rất mong bán cho bác nào đấy hiểu đồ, hiểu rõ mình đang mua cái gì và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bởi vì thằng chủ shop nó không bảo hành. Và mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em đề ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.